cháu của con, quý quán diệt bạn đang xem kênh thì sáng hôm nay là thứ ba ngày 30 tháng 5 năm 2023 thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật sơ qua là những mắt thái về buổi sáng hôm nay ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khu vực miền Đông, khu vực Tây Nguyên. Chúng rồi con, quý quán diệt các bạn cùng tham khảo ngoài cập nhật hình những mắt hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật hình giá cả có một số loại nông sản khác trên kênh. Quý bà con, quý các anh chị đang có xem kênh có quan tâm đến những mắt hay một số loại nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Kính thưa quý bà con, thì tình hình giá mít Thái trong 1-2 ngày trở lại đây thì giá đang xuống ở mức thấp, hy vọng là trong thời gian sắp tới thì giá có thể ổn định và có thể tăng mạnh trở lại. Tình hình giá mít sáng hôm nay ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì đầu tiên là khu vực Vĩnh Long, khu vực Cần Thơ, khu vực Hậu Giang thì thứ nhất dao động từ 9.000, thứ nhì là 6.000, kem lớn là 6.000, kem nhỏ dao động từ 4.000, thứ ba dao động từ 2-3.000. Cái chợ hiện nay khu vực Vĩnh Long, khu vực Cần Thơ, khu vực Hậu Giang thì tương đối đang mua chợ giá động từ 2-3.000. Còn ở khu vực Đồng Tháp, khu vực An Giang, khu vực Long An thì mức nhất giao động từ 10.000, mức nhì là 7.000, kem lớn là 7.000, kem nhỏ dao động từ 4.000, kem lớn là 3, dao động từ 2-3.000. Chợ hiện nay ở khu vực Đồng Tháp, khu vực An Giang, khu vực Long An thì tương đối đang mua chợ giá động từ 2-3.000. Còn khu vực Tiền Giang, ở khu vực Tiền Giang hiện nay thì mức nhất giao động từ 11.000, nhì là 8.000, kem lớn là 8.000, kem nhỏ dao động từ 5.000, kem lớn là 3, dao động từ 3.000. Chợ hiện nay ở khu vực Tiền Giang thì thương lái đang mua chợ dao động từ 3.000. Ở khu vực Tiền Giang thì lúc nào cũng cao hơn những khu vực khác, khu vực Tiền Giang thì tập trung rất là nhiều vô mức. Ở khu vực miền Đông như khu vực Bình Dương, khu vực Bình Phước, khu vực Đồng Nai, khu vực Vũng Tàu thì mức nhất dao động từ 5.000, kem lớn là 3.000, kem nhỏ dao động từ 2.000. Cái chợ hiện nay khu vực Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu thì thương lái đang mua chợ giống cái đồng từ 1.000. Còn ở khu vực Tây Nguyên, khu vực Tây Nguyên hiện nay thì mới cái đồng từ 4.000, kem lớn là từ 3.000, nhỏ cái đồng từ 2.000. Cái chợ hiện nay khu vực Tây Nguyên thì thương lái đang mua chợ giống cái đồng từ 1.000. Hiện nay ở khu vực miền Đông và khu vực Tây Nguyên thì giá đang xuống ở mức rất là thấp. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây, xin kính chúc quý bà con một ngày vui vẻ.